Xin chào tất cả các bác cùng tất cả anh em trên toàn quốc nhé. Chú hôm nay là ngày mùng 6 Tết. Hôm nay bên em lại lên cho tất cả anh em cùng các bác mấy cái đầu máy con xi dưa ớt nhé. Rồi đầu xuân năm mới chúc các bác mạnh khỏe, thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Thì hôm nay bên em giới thiệu cho tất cả các bác là ba cái đầu máy xi dưa ớt và một con đầu CD90 và con máy Honda 100. Đấy, còn bác nào chưa xem cái kênh của bên em thì các bác có thể liên hệ trực tiếp đăng ký kênh, ủng hộ kênh nhé. Cho kênh một nút like sau anh em có thể xem lại nó dễ hơn. Và số 2 số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em là Quyết, em Quyết ở Bắc Giang nhá. Đấy, hai số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em đây. Đấy thì các bác cứ gọi số lạ cũng được. Đấy thì sau đây thì bên em sẽ giới thiệu cho các bác từ cái dòng con này trước và đến con Sirius nhá. Đấy thì các bác cứ phù hợp con nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp nhá. Thì đầu xuân năm mới thì bên em cũng giảm giá để cho lấy lộc lấy may cho tất cả anh em cùng tất cả các bác nhá. Rồi con này thì đây, con máy Honda 100. Đấy, bình thường bên em bán 3,8 triệu, nay giảm giá cho các bác là 3,5 triệu bao ship. Đấy, gửi đây thì các bác nào mua thì các bác cọc trước cho em 500 nhá, nhận hàng các bác thanh toán lốt. Đấy, thì đầu xuân năm mới thì cũng bớt cho nhiều tí cho các bác, lì xì cho các bác nhá. Đấy. Thì con này là TQ80, thì con này bình thường lọ cũng zin hết nhá. Đấy, máy là máy zin hết đẹp. 3,8 triệu em bao ship cho các bác là 3,5 triệu một con. Đấy, giá rẻ kịch sàn rồi. Nó mỗi đầu con ốc nó hàn chút thôi, chứ còn máy là zin. Đấy, mà cái cánh gió là hơi lứt một chút thôi. Đấy. Thì vẫn đầu bò ống hơi. Đấy, máy này lắp cho dòng xe zin xe Way 100. Đấy, các bác nào lắp zin Thái về các bác thay đổi lốc sang vách nhá. Thì là được thôi, là ok thôi. Đấy, cái này là đây các bác nhìn cái cốt máy này còn gần như là mới. Đấy, gần như là mới nhá. Honda sản xuất tại Trung Quốc nhá. Honda sản xuất tại Trung Quốc thì nó như Honda sản xuất tại Vĩnh Phúc ấy. Nhưng mà cái phần máy của nó là cũng tiêu chuẩn của Honda nha các bác nhá. Máy đều zin hết. Thì con này nó kèm theo phụ kiện là cần đạp cần số chế hao khí, cầm đây. Đấy, cần đạp cần số chế hao khí này, mang cá. Đấy, nó có đủ đầy đủ hết này và giá bao ship 3,5 triệu. Đấy, đầu xuân năm mới em cũng bớt giá sâu cho tất cả anh em. Đấy, giá rất là ok rồi. Em giới thiệu con thứ hai, con CD90. Vừa rồi trong Tết em về một lô nó còn 6-7 con ấy, nhưng mà em bán hết rồi. Bây giờ là còn con thứ hai. Đấy, con này thì em cũng bớt sâu cho các bác này. Con này bớt 300. Đấy, còn giá 5,7 triệu đồng bao ship cho các bác. Còn con này A60 bao nhiêu? 600 nhá. Thì con này cũng theo phụ kiện của nó, thì một lát em theo phụ kiện sau. Chứ còn nếu máy là lổ vẫn còn bao im nha các bác nhá. Là máy này là Honda sản xuất tại Nhật Bản. Đấy, make in Nhật Bản luôn. Đấy, và tất cả những cái đầu bò hơi là mi lại máy là còn nguyên bản hết các bác nhá. Nguyên bản xịn đây, make in Java này. Đấy, con nào bác cờ được chốt nhanh được hoặc là nghiên cứu thì các bác cứ xem kênh cho vui, các bác nhớ đăng ký kênh nhá. Đấy. Thì ngày nào thì bên em bây giờ bên em ngày nào cũng lên video để các bác lựa chọn tham khảo rồi. Đây, những cái dòng côn, dòng vách, dòng số nó đều đầy đủ hết nhá. Đấy. Nhông con bên trong nó vẫn còn này. Đấy. Thì đấy, côn này. Đấy, phần côn nhá. CD90. Đây, còn phần quan trọng nhất là hơi của nó. HMV3 là hàng xịn luôn. Đấy, và cái đầu bò đó là đầu bò E21 nhá. E21, đầu bò E21. Đấy. Còn tất cả thứ này. Còn phụ kiện của nó kèm theo sẽ là mang. Nó chế hòa khí mới lại cần đạp cần số nhá các bác nhá. Chế hòa khí cần đạp cần số. Đấy. Cái này chế cái cần số này, cần số zin của nó. Đôi khi các bác nếu mà đam mê cái cần nó đẹp ấy, thì nó cũng giá nó cũng khá là mặn đấy. Đấy, cần đạp cần số nó vẫn còn zin nguyên zin của nó đây. Cái này thì nó cũng mất cái tai số ấy rồi. Cái này đấy, các bác ưng được con này thì mã A60, giá 600, giá 5,7 triệu nhá. 5,7 triệu các bác nhá. Rồi. Tiếp theo con thứ ba ngày hôm nay, ngày mùng 6 Tết nhá, mùng 6 âm lịch. Mùng 6 âm lịch nhá. Đấy. Con này đây. Con này bình thường em để giá 4 triệu đồng. 4 triệu đồng Sirius đời 2013. Đấy, 2013 EV231. Đấy, con này thì zin nguyên bản 100%. Máy lổ êm, bao êm bao zin cho các bác nhá. Giá của nó là 4 triệu em bớt cho các bác còn 3,7 triệu đồng bao ship. Đấy, máy thì đây, có khi đi mới hơi mòn một bộ đời nhông thôi. Còn zin thì zin nguyên bản rồi các bác nhá. Zin đẹp nguyên bản này. Đấy, máy quá là 5,7 triệu. Con này là mã A601 nhá. A601 đây. Cái đầu bò nó rất chia zin này. Quá là đẹp luôn. Quá là chất luôn. Đấy. Con này cực đẹp rồi.
Đấy, còn phụ kiện của nó thèm kèm theo các bác là phun dàn điện này, phun dàn điện này, chế hoa khí này, chế hoa khí lọc gió mang cá đầy đủ hết nha các bác nha. Đấy, đầy đủ hết như này. Đấy, giá bà đấy là đầu xuân năm mới em con nào bán rồi hay chưa bán thì các bác liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em nhá. Đấy, khai xuân thì bên em bán giá là bớt cho mỗi bác, lấy còn con này là giá rẻ được 300.000 đó. Rồi, tiếp theo con thứ tư ngày hôm nay thì là con Sirius. Đấy, con này đời nó hơi kém hơn một chút. Đấy. Đấy, bán lấy lọc lấy may đầu năm để cho các bác chơi nhá. Con này 3.700.000 thì em bớt cho các bác 200 thì còn là 3.550.000 nhá. 3.500.000 đồng. Đấy. Con này là đời 22. Nó zin hết nhưng mà mấy cái đầu bò nó hơi hàn một chút này. Đấy, chứ còn máy là zin đẹp hết. Nó chênh nhau một chút thôi. Đấy, con này 3.550.000 nhá. A602. Đấy, nó kèm theo phụ kiện thì nó có đầy đủ hết này, cần đạp, cần số, treo khí, mang cá đầy đủ hết nhá. Máy không lỗi lầm gì cả. Đấy, máy nó còn này còn đít ít này, con này là tháo xe ở ấy ra lên là nó đi ít nên là nó để lâu, nó vẫn hàn hàn này. Đấy, chứ còn máy là bao côn cho các bác zin này, côn zin, vách zin, giữa zin, và nói chung là đầu bò nó chưa trẻ nha các bác nhá. Đấy, quan trọng là như vậy. Con này là để trong kho thanh lý nên là để nó vẫn mọc rêu này, nó hơi bẩn một chút thôi, nhưng mà ý là máy vẫn còn lổ rất chi là ngon nha các bác nhá. Máy lổ rất chi là ngon. Đấy, để lâu rồi, ý là con này nó ở trong kho ấy. Đấy, thấy bên điện này, bên điện với bên côn này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, nó vẫn còn lượng sơn nó rất chi là đẹp nha các bác nhá. Rồi, con này giá của nó là 3.500.000 đồng ngày mùng 6 Tết âm lịch nha. Đấy, A602. Các bác cứ đăng ký kênh nhá. Sau có video là hay bên em ngày nào bên em lên video từ 6 đến 8 giờ. Đấy, các bác có thể xem qua nhá. Đấy. Đấy, tất cả mọi thứ nó đều là ok hết nhá. Đấy, dầu riếc nó vẫn đẹp này. Đấy, dầu cũng đẹp nhá các bác nhá. Đấy. Đấy, các bác chốt được con này thì alo trực tiếp cho bên em nhá. Quyết Bắc Giang, hai số điện thoại trực tiếp mua hàng là 0364011683 và 0983198883. Đấy. Còn trước khi mua thì thẻ lại thì các bác cái cọc trước cho em 500, nhận hàng các bác thanh toán lốt. Đấy, rồi tiếp theo con máy đây, con này đời cao, con này đời 2014 nhá. Nhìn các bác nhìn máy nó sạch kìa. Con này 4.200.000, bên em giảm giá còn 4.000.000 nhá. Con này đời 2014-15. Đấy, con này đời cao. Đây. Ốc kia nó vẫn còn đẹp nhá, long lanh nhá các bác nhá. Mỗi đầu hơi ra gọi là để lâu hơi ra dầu một tí nó không ảnh hưởng gì cả. Đấy. Mã A603, giá 4.000.000. Đấy, máy thì cam kết lỗi cho các bác, máy bao êm rồi. Cái này lúc chắc cái thợ nào nó ngứa tay nó quẹt ra thôi chứ còn ý đợi, còn tất cả mọi thứ đều rất chi là ngon đấy các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, vạch việc này. 4.200.000 em bán 4.000.000 nhá. Đấy, ngày đầu xuân này có con nào bớt được nhiều em bớt nhiều, con nào bớt ít em bớt ít nhá. Thì con này những cái mức giá như này thì bên em gần như là bán hòa vốn để cho tất cả anh em đầu xuân vui vẻ anh em mua máy nhá. Đấy, thì nó cũng kèm theo tất cả phụ kiện như này. Đấy, kèm theo tất cả phụ kiện là cần đào, cần số, chế hoa khí và mang cá để cho tất cả anh em chơi và mua nhá. Đấy, máy đẹp êm. Đấy, các bác về thay máy và các bác chỉ được chạy thôi. Máy êm ngon zin như các bác nhá. Đấy, rồi thì cũng đầu xuân năm mới và chúc tất cả các bác, tất cả anh em một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe nhá. Rồi, thân ái chào tất cả anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh nhá. Em có mấy con máy em giới thiệu đến thì các bác có muốn xem tiếp thì các bác sang ngày mai, đợi ngày mai là bên em ngày lặng lên video. Bên em lên máy mới, máy cũ để tầm tiền, vừa tiền các bác có thể mua nhá. Rồi, thân ái chào tất cả anh em.